xin chào tất cả các bạn ha à, các bạn cũng biết được rằng á à, cái visa làm nông này á thì có ba cái điều mà rất là quan trọng mà thực sự tất cả các bạn ai cũng biết rồi thứ nhất là vấn đề tiếng anh bây giờ cần hay không cần thì các bạn cũng phải nên học tiếng anh bởi vì khi các bạn nộp vô cái hồ sơ của mình hoặc viết vô cái hồ sơ của mình thì các bạn um, khi mà các bạn nói là các bạn biết tiếng Anh thì đó cũng là một cái điểm cộng trong cái hồ sơ của mình. Thứ hai là về cái độ tuổi. Thì những khi mà mình viết vô trong cái hồ sơ thì mình cũng nói về cái độ tuổi của mình. Thì đó là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba là cái điểm này nó rất là quan trọng. Giả sử như mình không biết tiếng Anh hoặc cái độ tuổi của mình trẻ quá hay là lớn quá mà cái điều thứ ba mà bạn có được là bạn sẽ vượt qua được hai cái cái đầu điều thứ ba này là gì là người chủ chấp nhận bảo lãnh cho tất cả các bạn vậy bây giờ câu hỏi đặt ra là làm sao để được người chủ chấp nhận bảo lãnh mình uh, cho mình qua làm việc đó là một cái câu hỏi mà mình nghĩ là rất nhiều các bạn quan tâm Vậy thì một cái hồ sơ khi mà một người chủ hay là sở di chú họ nhìn vô trong cái bộ hồ sơ này thì họ xét là xét cái gì? Một là kinh nghiệm. Hai là kỹ năng. Vậy kỹ năng hay kinh nghiệm là những cái yếu tố nào mà người chủ hay sở di chú họ chấp nhận? Bây giờ trước nhất trả lời câu hỏi này thì mình cũng sẽ giải thích cái kinh nghiệm là gì như các bạn biết á cái kinh nghiệm á là một cái khoảng thời gian mà mình làm một cái công việc nào đó nó có một cái thời gian trải dài và cái công việc đó là mình cứ làm đi làm lại hoài thì đó là cái kinh nghiệm mà mình có được với những cái thực tiễn thực tế mà cái thời gian mình làm lâu năm thì mình đúc kết ra được một cái kinh nghiệm còn cái, cái kỹ năng á kỹ năng là gì kỹ năng là một cái 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 hành động sự suy nghĩ sự nhảy bén của mình trong một cái công việc nào đó khi mình thực hiện được để đạt được cái mục đích à, kỹ năng á, thì nó có chia làm hai kỹ năng cứng và kỹ năng mềm kỹ năng cứng là khi các bạn đi học qua trường lớp sau khi các bạn có bằng các bạn đi ra làm và các bạn làm với một thời gian dài thì các bạn đúc kết được những cái kinh nghiệm và từ đó các bạn phát huy lên cái kỹ năng về những cái môn học mà các bạn đã học ở trường còn kỹ năng mềm là cái kỹ năng mà các bạn không qua trường lớp nhưng các bạn có những cái thời gian thực tiễn với một cái công việc hay một cái hành động nào đó mà các bạn thường làm để mà trong cái hành động hoặc cái công việc nào đó các bạn phát huy lên được uh, những cái cái công việc đó mà nó đem lại cái kết quả tốt đẹp ví dụ khi các bạn không biết gì về cái nằm nông này nhưng các bạn đã các bạn khi mà các bạn đối diện hay các bạn nhìn thấy một cái máy vận hành một cái máy vận hành nó như thế nào các bạn nhìn thấy thì bạn cái trực giác và cái cảm tính của mình nhìn vô thứ nhất là có cái sự thở thích thứ hai là cái đam mê thứ ba là các bạn sẽ sử dụng được nó và có thể là làm một cái cách nào đó các bạn có thể làm nhanh hơn thì đó là gọi là một cái kỹ năng thực tiễn chứ không có nằm trong cái kỹ năng của sách vở cho nên á ở đây á là khi á, mà một cái kỹ năng kỹ năng cứng người ta chỉ gọi là điều kiện cần nó chỉ có 25 phần trăm chiếm 25 phần trăm thôi và kỹ năng mềm là cái kỹ năng gọi là điều kiện đủ nó chiếm 75 phần trăm vậy thì bây giờ như thế nào kinh nghiệm chỉ là một cái lâu dài theo cái thời gian một cái công việc mình làm lâu dài theo cái thời gian thôi còn kỹ năng là sự uyển chuyển để mình làm một công việc gì đó để đạt được cái mục tiêu. Giả sử thí dụ như bây giờ các bạn à, người ta chỉ các bạn về cái 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 ngành làm nông này, các bạn đi ra thực tiễn, các bạn chưa có từng làm nhưng mà khi các bạn chỉ cần thấy à, cắt lúa làm sao, à, cắt cây làm sao tỉa cành làm sao, có nhiều người người ta phải là trải qua cái kinh nghiệm người ta chỉ làm cái việc đó thôi chỉ làm đúng như vậy người ta chỉ như sao ta làm, như vậy như vậy như vậy. Cứ liên tục như vậy năm này qua tháng nào thì đó gọi là cái kinh nghiệm. Nhưng các bạn khi người ta chỉ các bạn à, cắt một cái cây hoặc là người ta chỉ bạn như là làm một cái à, à, một cái công việc nào đó. Nhưng mà khi các bạn nhìn vô các bạn có một cái cảm tính vậy một cái cảm giác trong cái công việc đó, các bạn sẽ làm nhanh và làm nhanh mà còn làm đẹp thì cái kỹ năng là do tự mỗi người phát huy ra thôi chứ không có phải do sách vở nó đi thực tiễn với cuộc sống nó đi thực tiễn với cuộc sống chứ không phải là các bạn học những cái kỹ năng này nó nằm trong cái sách vở mà kỹ năng nó nằm trong cái thực tiễn của cuộc sống vậy để cho một người mà chọn một cái hồ sơ của các bạn thì người ta chọn kinh nghiệm hay là kỹ năng khi các bạn nộp một cái hồ sơ vô các bạn nói có bằng cấp bằng cấp này bằng cấp kia thí dụ người ta nói ở à, bạn nộp vô cái bằng ở à, các bạn đã có từng làm nông nghiệp với kinh nghiệm này với cái bằng này nhưng người ta chưa chắc người ta sẽ chọn một người có một cái bằng mà người ta chọn một cái người có kỹ năng kỹ năng nó sẽ nó sẽ tạo ra cái kinh nghiệm. Các bạn không biết mình không biết là các bạn có hiểu tới đây chưa. Nhưng mà khi người ta chọn một một người á là người ta chọn cái kỹ năng. Thí dụ khi mà các bạn người ta hỏi là bạn đã từng làm nông chưa? Thì thứ nhất là mình chưa có từng làm nông, nhưng mà các bạn không phải là các bạn không từng làm nông là các bạn không có kỹ năng các bạn xem youtube các bạn thấy cái này cái kia những cái gì ở trên mạng những cái gì mà trên youtube á các bạn xem từ những cái xem của mình thì mình rút ra được những cái điều mà do chính mỗi người uh, nhìn nhận chính mỗi người nhìn nhận để mà cảm nhận được cái điều này cảm nhận được nó cảm nhận được những cái hành động đó thì đó là cái kỹ năng của mỗi người giả sử các bạn xem một cái clip người ta đi là gọi là uh, uh, trồng cây hái rau hoặc là các uh, làm một cái công việc nào đó thì các bạn xem những cái clip rồi các bạn cảm nhận được là những điều này các bạn biết được hoặc những cái điều này các bạn cảm thấy là các bạn rất là dễ dàng làm nó từ đó các bạn có thể là phát huy những cái sự suy nghĩ của mình và những cái hành động của mình để phát huy cái kỹ năng của mình lên. Một hồ sơ người ta chọn là chọn một cái kỹ năng chứ người ta cũng chưa chắc còn một cái kinh nghiệm. Các bạn nên nhớ như vậy, người ta chọn là chọn cái kỹ năng chứ không có phải chọn nhiều lúc người ta cũng không có chọn cái kinh nghiệm đâu. Khi các bạn nộp một cái hồ sơ vô một cái ứng cử viên hoặc là một cái người chủ á, họ nhìn vô trong cái hồ sơ của các bạn họ không có cần cái bằng cấp họ không có nhìn với cái bằng cấp đâu họ họ cần là cái kỹ năng của mình khi các bạn viết trong đó mặc dù các bạn chưa làm các bạn viết vô là với một cái ngành nằm nông thì tôi biết được á, là khi mà tôi hòa nhập với cái cuộc sống thì tôi thứ nhất là tôi cần phải cần cái học hỏi khi các bạn học hỏi các bạn phát huy ra được những cái gì người ta chỉ cho các bạn thì đó là cái kỹ năng của mình các bạn cứ nói hết tất cả mọi thứ mà các bạn từng xem những cái clip cứ nói mỗi người nói theo mỗi ý mỗi người học theo mỗi ý thì chúng ta sẽ tự động có một cái kỹ năng của mình về những cái mục đích hoặc là một cái sự việc nào đó mà chúng ta đeo đuổi. ví dụ như là bây giờ các bạn coi về làm nông, coi về giết mổ hoặc là coi về à, một cái gì đó, thì các bạn cứ coi về cái đó. từ những cái đó các bạn sẽ có có những cái nhận định riêng của mình và từ những cái nhận định các bạn sẽ có một cái kỹ năng của mình. thì một cái hồ sơ người ta xét là xét về cái kỹ năng, nó nó sẽ nhiều hơn là cái kinh nghiệm kinh nghiệm thì các bạn chỉ làm một việc này với cái thời gian lâu dài. Với cái thời gian lâu dài. Còn cái kỹ năng là một cái sự suy nghĩ nhạy bén của mỗi con người, nó khác nhau. Và những cái hành động, những cái việc làm của mình nó có sự nhạy bén nhanh lẹ và có sự phát huy về vấn đề cái cái sự suy nghĩ của mình nữa. Thì đó là kỹ năng, người ta chọn là chọn những người có kỹ năng nó cao hơn là những người có kinh nghiệm. Vậy để đạt được một cái hồ sơ mà người ta chấp nhận các bạn thì các bạn phải biết phát huy cái kỹ năng của mình. Các bạn đã từng làm cái gì ở Việt Nam, ngành nghề gì, sự nhảy bén của các bạn trong công việc gì thì các bạn cứ nói lên những cái kỹ năng của mình. Giả sử như các bạn làm một cái công việc hướng dẫn viên du lịch, các bạn học ở trường lớp thì ít nhưng mà các bạn thực tiễn thì nhiều trong một cái đi trong một cái cuộc mà đi hướng dẫn du lịch các bạn tự nhiên có một cái phát huy của mình sự suy nghĩ của mình và có những cái hành động làm cho sự cuốn hút của nhiều người cho nên đó là một cái kỹ năng thì từ những cái kỹ năng đó các bạn đem ứng dụng vô trong cái việc này bằng cách các bạn học hỏi trên những cái clip người ta làm nông như thế nào người ta làm cách người ta làm như thế nào các bạn nhìn đó và các bạn học hỏi nơi đó từ đó các bạn phát hiện phát triển lên cái kỹ năng của mình qua những cái sự việc qua những cái clip mà mình học được hoặc xem được thì mình sẽ học phát triển lên những cái kỹ năng mà bản thân của mình sẽ vận dụng lên được nó từ những cái giá trị thực tế những cái công việc thực tế trước đây của các bạn thì các bạn lấy những cái điều đó các bạn áp dụng vô cái điều này áp dụng vô trong cái cái những cái clip và nằm nông này thì các bạn sẽ phát huy được cái kỹ năng của mình mỗi người sẽ có một cái phát triển riêng về cái sự suy nghĩ khi các bạn có được rồi các bạn học những cái điều đó rồi thì tự động khi các bạn điền một cái hồ sơ để mà nộp vô cho những người chủ xem thì trong đầu của các bạn đã có những ý tưởng để phát triển lên những cái kỹ năng riêng của mỗi người mình thực sự thì mình cũng mới tìm hiểu về hai cái điều này và nói lên cái sự suy nghĩ của mình để chia sẻ cho tất cả các bạn thì mong rằng đây là một cái clip hữu ích mà có thể các bạn xem những cái clip nằm nông ở bên úc các bạn từ đó các bạn có thể học hỏi học hỏi xong thì các bạn không cần phải các bạn coi không cần thiết các bạn phải học thuộc các bạn coi giống như các bạn coi một cái bộ phim bình thường các bạn coi cái clip này coi clip kia qua kia thì từ đó tự nhiên cảm nhận các bạn sẽ có một cái sự cảm nhận về những cái điều đó cảm nhận về những cái hành động đó cảm nhận về những cái công việc đó mỗi người có một cái cảm nhận riêng khi chúng ta cảm nhận được rồi thì bản thân mình cầm cái viết tự động các bạn sẽ viết ra được những cái điều mà tự động kỹ năng của một người sẽ phát huy ra thì mình nghĩ như vậy thì mình cũng muốn chia sẻ cái cảm nghĩ này đến cho tất cả các bạn thì mong rằng nó là sự hữu ích à mình cũng xin kết thúc video clip này ở đây. Chúc các bạn may mắn và cũng mong được sự comment ý kiến của các bạn trong video clip này nha. Xin chào và chào tạm biệt các bạn. Bye bye.